Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các em. Quay trở lại với bài giảng của thầy ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp tục nội dung của chương số 1 trong chương trình hình học lớp 11. Ở đây, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung của bài số 5. Thì trước hết, các em hãy nhớ là chúng ta đã học các phép biến hình nào rồi nhỉ? Chúng ta đã học về phép tịnh tiến, phép đối xứng trục và phép đối xứng tâm, đều là các phép biến hình đúng không nào? Vậy tiếp tục ở bài số 5 ngày hôm nay, chúng ta cũng đi tìm hiểu một phép biến hình nữa, đó chính là phép quay. Thì ngay ở trong cái tên của nó, các em đã có thể hình dung ra phép quay của chúng ta là gì đúng không nào? Trên bảng của thầy ở đây đang có 4 ví dụ tất cả, các em cùng theo dõi này. Ví dụ đầu tiên là hình ảnh một chiếc đồng hồ với kim giờ, kim phút và kim giây. Được chưa nào? Thì các em thấy rằng là có phải hình ảnh của ba kim này sẽ quay quanh một cái tâm của đồng hồ đúng không nào? À, vậy chúng ta đã có được hình ảnh của phép quay ngay ở trong thực tế. Ngoài ra, ví dụ như là cái cánh quạt mà bạn nào cũng có thể nhìn thấy đúng không nào? Là các cánh quạt này của chúng ta là quay quanh cái trục của cái quạt này. Thì đây chính là cái tâm quay của cái quạt đúng không nào? À, vậy lại tiếp tục là một hình ảnh của phép quay. Ngoài ra còn có hình ảnh về một vũ công múa ba lê hay một chiếc bánh xe, đều là các hình ảnh của phép quay đúng không nào? Vậy thì để bắt đầu cho nội dung của bài số 5 ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu từ một ví dụ của thực tế nhé. Vậy thì ở đây chúng ta cùng phân tích hình ảnh là chiếc bánh xe. Thì các em thấy rằng bánh xe của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? À, nó sẽ quay một vòng tròn đúng không nào? Nó sẽ quay nhiều vòng tròn, thầy xin lỗi. Quay nhiều vòng tròn xung quanh một cái tâm quay đúng không nào? Vậy thì nếu như thầy gọi cái tâm của đường tròn này là tâm O, và thầy chọn trên cái bánh xe này một điểm M bất kỳ nào đó, thì có phải là điểm M này nó sẽ di chuyển thành một vòng tròn như thế này đúng không nào? À, vậy thì sẽ lấy này, quay điểm M đến chỗ này đi, thì ở đây sẽ chính là một điểm M phẩy. Được chưa nào? Quay một điểm M từ điểm M đến điểm M phẩy với góc quay tương ứng phải là một góc là góc alpha. Khi đó thầy có thể nói là gì nhỉ? Quay điểm M thành điểm M phẩy bởi phép quay tâm O với một góc bằng góc alpha. À, vậy thì thực tế này, từ thực tế chúng ta có thể rút ra định nghĩa của phép quay rồi đúng không nào? Vậy các em hãy cùng nhìn xem phép quay của chúng ta ở đây có điểm gì đặc biệt nhỉ? À, phép quay biến một điểm M thành một điểm M phẩy, thì điểm M và điểm M phẩy này đều nằm trên cái bánh xe này đúng không nào? Không thể nào mà quay điểm M ra một điểm M phẩy nằm bên ngoài cái bánh xe được đúng không nào? Rồi, các em cùng nhận xét này, điểm M và điểm M phẩy đều nằm trên bánh xe, do đó chúng ta sẽ có đoạn OM chính bằng đoạn OM phẩy chính bằng bán kính của cái bánh xe đúng không nào? À, vậy chúng ta sẽ có này, khi thực hiện phép quay thì chúng ta phải có OM phải bằng OM phẩy. Ngoài ra là gì nhỉ? Góc quay là góc alpha đúng không nào? Chính bằng góc MOM phẩy, hay chính là góc giữa OM và OM phẩy đúng không nào? Bằng góc là góc quay góc alpha. À, vậy thì chúng ta có thể có được một định nghĩa của phép quay là như sau. Định nghĩa: cho O và một góc lượng giác là góc alpha, chúng ta sẽ sử dụng góc lượng giác này để quay một điểm nhé. Phép biến hình biến điểm O thành chính nó. À, có bạn nào có thể giải thích cho thầy được không nhỉ? À, thì em nhìn nhớ lại về hình ảnh của chiếc bánh xe vừa rồi. Dù cái chiếc bánh xe đó có quay thế nào đi chăng nữa, thì cái tâm O của cái bánh xe đó vẫn luôn là tại cái vị trí đấy đúng không nào? Hay nói cách khác, khi thực hiện phép biến hình, phép quay, thì điểm O vẫn biến thành chính nó. Và phép biến hình sẽ biến mỗi một điểm khác điểm O thành một điểm M phẩy, sao cho OM bằng OM phẩy. Là vì sao nhỉ? Là vì M và M phẩy đều phải nằm trên một đường tròn đúng không nào? Thế nên OM phải bằng OM phẩy. Và ngoài ra, cái góc giữa OM và OM phẩy phải là cái góc mà chúng ta quay, đó chính là góc alpha đúng không nào?
Do đó chúng ta sẽ có thêm đó chính là góc lượng giác giữa OM và OM phẩy là góc alpha. Khi đó chúng ta sẽ được phép biến hình này. À, phép biến hình này chính là một phép quay tâm O với góc quay là alpha. Các em cùng nhìn hình ảnh nhé. Một điểm M khác O này quay thành điểm M phẩy. Được chưa nào? Sao cho OM bằng OM phẩy. Và góc lượng giác giữa OM và OM phẩy chính là góc alpha. Nếu như phép tịnh tiến, điều quan trọng của phép tịnh tiến đó chính là vector tịnh tiến. Đối với phép đối xứng trục thì cái quan trọng của phép đối xứng trục là trục đối xứng. Còn đối với phép đối xứng tâm thì cái quan trọng nhất của phép đối xứng tâm chính là tâm đối xứng. Vậy theo các em, khi nhắc đến phép quay chúng ta cần phải nói đến những điều gì nhỉ? À, chúng ta cần phải nói đến cái tâm, tâm quay và góc alpha. Lúc đó chúng ta sẽ gọi nó là góc quay. Được chưa nào? Điểm O sẽ được gọi là tâm quay của phép quay. Còn góc alpha, góc lượng giác alpha sẽ được gọi là góc quay của phép quay. À, vậy thì nếu như phép tịnh tiến này, phép đối xứng trục và phép đối xứng tâm đều có các ký hiệu để mô tả rằng đó là phép biến hình tịnh tiến, đối xứng trục và đối xứng tâm, thì đối với phép quay chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu như thế nào? Các em thấy rằng phép quay thì là chữ quay được không nào? Vậy nên chúng ta sẽ sử dụng chữ quy để ký hiệu cho phép quay. Và nói đến trong cái ký hiệu đó cần phải có hai thông tin quan trọng, đó chính là tâm quay và góc quay. Do đó chúng ta sẽ ký hiệu phép quay là chữ quy này. Bên dưới chúng ta sẽ sử dụng O phẩy alpha, với O là tâm quay và alpha là góc quay. Vậy thì quy O alpha chính là phép quay tâm O với góc quay là góc alpha. Vậy thì vừa rồi là định nghĩa của phép quay được không nào? Và để củng cố thêm cho các em về định nghĩa của phép quay, thầy có một ví dụ sau đây. Các em cùng theo dõi nhé. Trên hình này, ta cho các điểm A và điểm B và điểm O. Đề bài hỏi là tìm ảnh của A và B thông qua phép quay tâm O với góc quay là pi trên 2. Vậy thì bây giờ các em cùng thầy vẽ xem là điểm A, ảnh của điểm A thông qua phép quay tâm O góc quay pi trên 2 là điểm nào, và ảnh của điểm B thông qua phép quay tâm O góc quay pi trên 2 là điểm nào nhé. Chúng ta cùng theo dõi này. Thì trước hết các em cùng nhận xét với điểm A và điểm B của chúng ta đều là các điểm khác O được không nào? Do đó phép quay của chúng ta sẽ thực hiện như sau. Thầy gọi A phẩy, chúng ta sẽ có phép quay tâm O góc quay là pi trên 2, sẽ biến điểm A thành một điểm A phẩy. Được chưa nào? Hay nói cách khác, thầy gọi điểm A phẩy là ảnh của điểm A thông qua phép quay tâm O góc quay pi trên 2. Tương tự như vậy, thầy sẽ gọi điểm B phẩy là ảnh của điểm B thông qua phép quay tâm O góc quay pi trên 2. Vậy thì dựa vào định nghĩa của chúng ta đúng không nào? Có phải là từ định nghĩa chúng ta sẽ có là OA phải bằng OA phẩy đúng không nào? Và ngoài ra đó chính là góc giữa OA, góc giữa OA và OA phẩy phải bằng chính góc quay, tức là góc pi trên 2. Tương tự như thế với điểm B phẩy, chúng ta sẽ có là đoạn thẳng OB phẩy, OB phải bằng đoạn thẳng OB phẩy. Và thứ hai đó chính là OB, góc giữa OB và OB phẩy cũng chính bằng góc pi trên 2. Hay nói cách khác chính là góc 90 độ đấy. Vậy thì các em cùng theo dõi nhé. Để vẽ này, trước hết thì thầy thấy đoạn OA của thầy, được chưa nào, là đường chéo của hai ô vuông. Vậy thì thầy sẽ vẽ đoạn OA phẩy cũng dài bằng y hệt như vậy. Nhưng ở đây góc quay của chúng ta là 90 độ đúng không nào? Vậy nên thầy sẽ đặt thước vuông góc với OA tại điểm O nhé. Các em lưu ý là chúng ta đang quay quanh tâm O, vậy nên chúng ta phải đặt thước tại O, vuông góc với OA, kẻ một đoạn thẳng bằng OA, thì đây chính là điểm A phẩy. Tương tự như vậy, chúng ta cùng xem đối với điểm B này. Các em cùng theo dõi nhé. Điểm B của thầy đang là 1, 2, 3, 4, 5 ô vuông. Được chưa nào? Vậy nên thầy cũng phải vẽ OB phẩy bằng 5 ô vuông. Và OB phẩy và OB của chúng ta có góc bằng 90 độ đúng không nào? Vậy nên thầy cũng đặt thước vuông góc với OB
tại O và chúng ta kẻ một đoạn thẳng bằng OB, tức là 5 ô như ở trên bảng của thầy. Các em có thể lấy ví dụ khác nhé, khoảng độ dài của nó có thể dài hơn hay ngắn hơn, nhưng các em hãy lưu ý rằng OA phải bằng OA phẩy, OB phải bằng OB phẩy, được chưa nào? Và góc giữa OA và OA phẩy là 90 độ, góc giữa OB và OB phẩy cũng chính là 90 độ, đúng không nào? Vậy thầy đã tìm được ảnh của điểm A phẩy và ảnh của điểm B phẩy như ở trên hình vẽ, đúng không nào? Vậy thì các em có một nhận xét gì về ví dụ vừa rồi hay không nhỉ? À, tại sao thầy lại quay OA lên trên, quay theo chiều này này? Tại sao thầy lại quay theo chiều này? OB thầy cũng quay theo chiều này. Là bởi vì trong lớp 10 chúng ta đã học một nội dung, đó chính là chiều quay là chiều ngược chiều kim đồng hồ, đúng không nào? Do đó ở đây, đối với phép quay, chúng ta cũng lấy chiều, chiều dương là chiều ngược chiều kim đồng hồ nhé. Là bởi vì ví dụ vừa rồi của thầy cho góc quay là góc pi trên 2, là một góc dương mà. Vậy nên chúng ta cũng phải quay theo chiều dương. Chúng ta có nhận xét đầu tiên là như sau. Chiều dương của phép quay là chiều ngược chiều với chiều kim đồng hồ. Các em cùng xem này. Chiều dương là chúng ta sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ nhé. Còn chiều âm thì tất nhiên sẽ là chiều ngược lại, đúng không nào? Là chiều thuận với chiều kim đồng hồ, thì chúng ta sẽ coi đó là chiều chiều âm. Thì đối với góc quay dương thì chúng ta sẽ quay theo chiều kim, ngược chiều kim đồng hồ. Còn đối với góc quay mà âm thì chúng ta sẽ quay theo chiều thuận chiều kim đồng hồ, đúng không nào? Thế còn ví dụ thứ hai của thầy liên quan đến phép quay, các em cùng xem nhé. Tìm ảnh của điểm M qua phép quay tâm O với hai góc quay khá là đặc biệt một chút. Góc quay pi và góc quay 180 độ và góc quay 2pi là quay 360 độ. Các em cùng xem này. Đối với một tâm quay là tâm O và một điểm M bất kỳ. Đầu tiên nhé, các em cùng xem đối với góc quay bằng pi trước. Chúng ta thấy rằng là nếu như quay điểm M một góc bằng 180 độ thì có phải là chúng ta sẽ được một điểm M phẩy như thế này, đúng không nào? Và tất nhiên vẫn thỏa mãn định nghĩa là OM phải bằng OM phẩy. Và góc giữa OM và OM phẩy đúng bằng pi hay 180 độ, đúng không nào? Thì các em có nhận xét gì về hình ảnh như thế này? À, vậy thực chất phép quay của chúng ta chính là gì đây? Chúng ta có OM thì bằng OM phẩy và MOM phẩy là thẳng hàng, đúng không nào? Bởi vì góc quay này là góc quay 180 độ. Vậy chúng ta cùng xem này. Đối với góc quay là góc pi nhá, thì ta thấy rằng OM bằng OM phẩy này. Đây là theo định nghĩa của phép quay thôi. OM bằng OM phẩy này. Đây là định nghĩa của phép quay nhá. Và ngoài ra các em còn thấy là gì? MOM phẩy là thẳng hàng, đúng không nào? MOM phẩy là thẳng hàng. Vậy thì có bạn nào thấy rằng cái phép quay này nó giống như cái phép gì mà chúng ta đã học nhỉ? À, nó chính là phép đối xứng tâm O, đúng không nào? Biến điểm M thành điểm M phẩy sao cho O là trung điểm của MM phẩy. Vậy nên thực chất phép quay tâm O góc quay 180 độ, đây chính là phép quay tâm O góc quay pi, chính là phép đối xứng tâm, đúng không nào? Thầy sẽ viết tắt nhé, phép đối xứng tâm O. Thấy chưa nào? Thầy viết QOP tức là phép quay tâm O góc quay 180 độ. Còn DO tức là phép đối xứng tâm O mà chúng ta đã học ở buổi trước. Vậy thì nếu như phép quay mà là quay 180 độ thì phép quay của chúng ta chính là phép đối xứng tâm. Thế còn đối với trường hợp thứ hai, đó chính là góc quay của chúng ta mà là góc 2pi hay 360 độ, thì các em cùng xem nhé. Điểm M này, nó quay một phát đúng một vòng tròn, nó lại quay trở về chính điểm M đấy. Thì các em thấy rằng phép quay của chúng ta là phép gì? À, là phép đồng nhất, đúng không nào? Quay 180 độ, quay xong nó lại quay trở về đúng điểm ban đầu, thì đấy chính là phép đồng nhất, đúng không nào? Vậy thì chúng ta cùng tổng quát ví dụ vừa rồi để chúng ta có một nhận xét thứ hai
đó chính là với K là các số nguyên. Thầy sẽ tổng quát lên, thay vì việc chỉ quay một góc là pi thì chúng ta sẽ quay một góc là 2K cộng 1 nhân với pi, tức là quay xong một vòng tròn này thì chúng ta sẽ quay thêm một pi nữa, được chưa nào? Và 2pi thì chúng ta sẽ tổng quát lên là quay K2pi. Chúng ta sẽ có nhận xét đầu tiên, phép quay tâm O góc quay K2pi chính là phép đồng nhất, là bởi vì chúng ta cứ quay gì nhỉ? Quay chẵn các vòng tròn, thì có phải là quay nguyên các vòng tròn nhá, thì có phải là cái điểm M đó nó sẽ luôn luôn quay trở về đúng vị trí ban đầu, đúng không nào? Thế còn nếu như quay mà lẻ ra một pi thì chúng ta sẽ được phép đó là phép đối xứng tâm. Tiếp tục ở đây thầy có ví dụ, ví dụ số 4 để các em tìm hiểu về phép quay nhé. Trên một chiếc đồng hồ, từ lúc 12 giờ đến lúc 15 giờ thì kim giờ và kim phút đã quay được một góc là bao nhiêu độ? À vậy chúng ta cùng xem hình ảnh nhé. Hình ảnh đầu tiên, đây là hình ảnh chiếc đồng hồ lúc 12 giờ. Và hình ảnh thứ hai là hình ảnh lúc chiếc đồng hồ lúc 15 giờ. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem đối với từng trường hợp, đó chính là kim giờ trước nhé. Đối với kim giờ này, các em thấy rằng kim giờ lúc này đang chỉ vào số 12. Nếu như quay đến lúc 15 giờ thì kim giờ của chúng ta sẽ chỉ đến số mấy? Số 3, đúng không nào? Thì các em thấy rằng là kim giờ của chúng ta đang đi, đang đứng tại vị trí này mà quay một phát đến cái số 3, thì các em thấy rằng góc quay đây là góc quay bằng bao nhiêu nhỉ? À, góc quay lúc này sẽ là góc 90 độ, đúng không nào? Từ 12 giờ đến lúc 15 giờ thì kim giờ quay một góc 90 độ. Hay chính là góc pi trên 2 đấy. Thì các em thấy rằng là gì nhỉ? Mỗi một vòng, một chiếc đồng hồ như thế này thì quay một góc 360 độ, đúng không nào? Thì ở đây là 1/4 của chiếc đồng hồ, tức là quay 90 độ. Tiếp tục này, bây giờ đến với trường hợp là kim giờ. Thầy xin lỗi, kim phút. Các em cùng xem kim phút ở đây quay bao nhiêu góc, quay bao nhiêu vòng nhé, quay bao nhiêu độ này. Đầu tiên, kim phút đang ở số 12. Nếu như kim phút quay một vòng, quay trở lại số 12 thì lúc này đang là 13 giờ, đúng không nào? Đang từ lúc 13 giờ, kim phút tiếp tục quay thêm một vòng nữa thì đồng hồ lúc này chỉ là lúc 2 giờ. Vậy là quay tất cả mấy vòng tròn rồi? Quay 2 vòng tròn rồi nhá. Bây giờ tiếp tục mới là 2 giờ thôi, phải quay thêm một vòng nữa thì mới là 15 giờ, đúng không nào? Thì chúng ta thấy rằng là kim phút của các em lúc này quay tổng cộng là 3 vòng tròn. 3 vòng tròn thì là bao nhiêu độ nhỉ? Chúng ta sẽ có quay, kim phút của chúng ta quay này, quay góc 3 vòng tròn, tức là 3 nhân với 360 độ. Và chúng ta được kết quả bằng bao nhiêu? 1080 độ, đúng không nào? Vậy thì tổng kết lại ví dụ số 4, chúng ta có kim giờ quay góc 90 độ và kim phút quay góc 1080 độ, thì chiếc đồng hồ từ lúc 12 giờ đến lúc 13 giờ. Ở các buổi trước thì các em thấy rằng phép tịnh tiến, phép đối xứng trục và phép đối xứng tâm đều là các phép biến hình có tính chất khá là giống nhau, đúng không nào? Đầu tiên có thể kể đến đó chính là bảo toàn khoảng cách. Tính chất thứ hai đó chính là các phép đó biến đường thẳng thành đường thẳng này, biến tam giác thành một tam giác bằng nó, và biến đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính, đúng không nào? Vậy thì chúng ta cũng xem đối với phép quay chúng ta có được các tính chất như thế hay không. Và đầu tiên chúng ta cùng kiểm tra xem tính chất bảo toàn khoảng cách đối với phép quay có đúng hay không nhé. Thì đầu tiên, thứ hai, chúng ta sẽ đến với nội dung liên quan đến tính chất của phép quay. Ở trên đây thầy có hình ảnh như thế này, các em cùng xem nhé. Đây là một chiếc vô lăng của xe ô tô, đúng không nào? Thì các em thấy rằng chiếc vô lăng này nó, nếu như cái người lái ấy, thì nó sẽ, chiếc vô lăng này sẽ xoay quanh cái trục, cái tâm của cái vô lăng, đúng không nào? Vậy thì nếu như thầy coi cái cánh này đi, thầy coi đây là điểm A này, còn thầy coi đây là điểm B, được chưa nào? Vậy thì nếu như có phải là thầy xoay vô lăng
thì có phải là hình ảnh của A và B của chúng ta đang thực hiện là phép quay tâm O với góc quay ở đây là góc bao nhiêu nhỉ? Góc quay 120 độ nhé. Vô lăng của chúng ta có 3 nhánh đều nhau và mỗi một phần này là 120 độ. Thì các em thấy rằng là ví dụ bây giờ thầy quay một phát. Ví dụ lúc đấy điểm A của chúng ta quay một góc. Ví dụ thầy quay vô lăng một góc là 120 độ nhé. Thì khi đó điểm A sẽ biến thành điểm B. Thầy xin lỗi, điểm B, điểm A lúc này sẽ biến thành điểm B này. Còn điểm B sẽ bay sang phía bên này. Thì chúng ta được đây là các điểm A phẩy và điểm B phẩy nhé, trùng nhau. Ở đây là phép quay tâm O góc quay 120 độ biến điểm A thành điểm B. Và phép quay tâm O góc quay 120 độ biến điểm B thành một điểm B phẩy. Vậy thì bây giờ các em cùng xem là khoảng cách ban đầu sau khi thực hiện phép quay có được bảo toàn hay không. Các em thấy rằng là gì? À, cái khoảng cách giữa hai điểm A và điểm B này chúng ta có thể quy về việc so về số đo của cung AB được không nào? Thì các em thấy rằng là gì? Cung AB và cung B phẩy BB phẩy là như thế nào với nhau đây? À, là bằng nhau được không nào? Như thầy vừa phân tích, chiếc vô lăng này của chúng ta khá là đặc biệt với ba cánh, ba nhánh này chia chiếc vô lăng thành ba cung có số đo bằng nhau. Được chưa nào? Mỗi cung có số đo là 120 độ. Thì các em thấy rằng là cung AB bằng cung BB phẩy, được không nào? Ta có cung AB bằng cung BB phẩy như ở trên hình của chúng ta, được không nào? Do đó chúng ta có thể có một kết luận, đó chính là đoạn thẳng AB chính bằng đoạn thẳng BB phẩy. Đoạn thẳng AB chính bằng đoạn thẳng BB phẩy. Hay nói cách khác, các em thấy rằng là gì nhỉ? Khoảng cách giữa hai điểm A và B sau khi thực hiện phép quay vẫn được bảo toàn, được không nào? Nó thành, mặc dù nó thành BB phẩy, nhưng khoảng cách của nó vẫn bằng khoảng cách ban đầu. Vậy thì chúng ta sẽ có tính chất đầu tiên của phép quay, đó chính là phép quay bảo toàn khoảng cách. Tiếp tục chúng ta cùng xem phép quay này có tính chất biến đường thẳng thành đường thẳng hay không nhé. Thì ở đây chúng thầy có ảnh của đường thẳng qua phép quay tâm O với góc quay alpha nào đó nhé. Các em cùng xem này, với một tâm quay là O và một đường thẳng, thầy gọi đây là đường thẳng D. Được chưa nào? Để quay được đường thẳng này thì không đơn giản, đúng không nào? Vậy thì cũng giống như các phép trước, để biến được một đường thẳng thông qua phép biến hình, chúng ta nên tách đường thẳng này thành hai điểm, sau đó thực hiện phép biến hình đối với hai điểm này. Chúng ta thu được hai điểm ảnh, sau đó nối hai điểm ảnh lại với nhau, thì chúng ta được, đó chính là đường thẳng là ảnh của đường thẳng ban đầu. Được không nào? Nhưng ở đây, phép quay của thầy, chúng ta có thể thực hiện một phép như thế này, nó sẽ nhanh hơn. Đầu tiên, thầy kẻ một đường thẳng vuông góc với đường thẳng D. Vẽ OH vuông góc với đường thẳng D. Được chưa nào? Nếu bây giờ thầy sẽ quay điểm H này với góc quay tâm O, với phép quay tâm O góc quay alpha, chúng ta sẽ thu được đây là một điểm H phẩy. Đúng không nào? Và lúc này nếu như thầy kẻ một đường thẳng mà vuông góc với H phẩy, khi đó chúng ta được đường thẳng này là đường thẳng D phẩy, là ảnh của đường thẳng D thông qua phép quay tâm O góc quay alpha. Chúng ta sẽ có này, phép quay tâm O góc quay alpha biến một điểm H thành một điểm H phẩy. Khi đó đường thẳng D phẩy vuông góc với H, vuông góc với OH phẩy. OH phẩy tại H, đúng không nào? Là ảnh H phẩy, thì xin lỗi, là ảnh của đường thẳng D, của đường thẳng D qua, thầy sẽ viết tắt nhé, qua phép đối xứng tâm O, qua phép quay này, thầy xin lỗi, phép quay tâm O góc quay là alpha. Như thế nào?
Vậy thì có phải là phép quay của chúng ta cũng biến đường thẳng thành một đường thẳng đúng không nào? Vậy thì bây giờ các em cùng xem là đối với trường hợp nào thì ảnh của nó sẽ song đường thẳng, ảnh của nó là đường thẳng song song với đường thẳng ban đầu, và khi nào thì ảnh của nó trùng với đường thẳng ban đầu. Các em có thể thấy không nhỉ? Nếu như thầy quay một góc là 180 độ thì các em thấy rằng đường thẳng D của chúng ta như thế nào đây? Đường thẳng D phẩy của chúng ta sẽ song song với đường thẳng D đúng không nào? Vì ở đây là điểm H phẩy nhá, mà góc quay đang là góc bao nhiêu đây? Góc quay 180 độ. Thì chúng ta sẽ được ảnh là một đường thẳng song song với đường thẳng ban đầu. Thế còn nếu như quay một góc mà là 360 độ thì em thấy rằng là điểm H nó sẽ quay trở về chính điểm H. Khi đó thì đường thẳng D' sẽ trùng với đường thẳng D đúng không nào? Vậy thì nó giống như cái phần nhận xét thứ hai trong phần định nghĩa. Chúng ta sẽ có này, phép quay tâm O với góc quay mà là lẻ pi, tức là 2K cộng 1 nhân với pi, tức là góc quay mà lẻ ra 180 độ, thì chúng ta sẽ được gì nhỉ? D phẩy song song với đường thẳng D đúng không nào? Thế còn trong trường hợp phép quay tâm O góc quay mà là các nguyên số nguyên các vòng tròn, tức là K2pi, ví dụ như là 360 độ này, 720 độ này đúng không nào? Thì đó đều là quay số nguyên các vòng tròn, thì chúng ta sẽ được là D phẩy là hoàn toàn trùng với đường thẳng D. Vậy tổng kết lại, chúng ta sẽ có tính chất thứ hai của phép quay, đó chính là biến đường thẳng thành đường thẳng với hai trường hợp đặc biệt là song song hoặc là trùng. Đối với tính chất tiếp theo thì chúng ta cùng xem phép quay này có biến tam giác thành tam giác hay không, và tam giác ảnh đó có bằng tam giác ban đầu hay không nhé. Các em cùng theo dõi. Đầu tiên thầy có một tam giác, ví dụ đây là tam giác A, B và C này. Bây giờ thầy sẽ quay tam giác này với góc phép quay tâm O và một góc quay alpha nào đó. Thì có phải là nếu như muốn quay tam giác thì chúng ta cũng phải tách tam giác thành 3 đỉnh, rồi sau đó quay từng đỉnh này đúng không nào? Rồi cuối cùng chúng ta nối các đỉnh đó lại với nhau, nối các đỉnh ảnh lại với nhau, chúng ta được ảnh của tam giác ABC. Đầu tiên thầy sẽ quay điểm A với một góc nào đó, chúng ta được đây là một điểm, là điểm A phẩy. Tiếp tục thầy sẽ quay điểm C chẳng hạn, chúng ta được đây là một điểm C phẩy. Và quay điểm B thì chúng ta được đây là điểm B phẩy. Nối các điểm A phẩy, B phẩy, C phẩy lại, chúng ta được đây là ảnh của tam giác A, B và C đúng không nào? Chúng ta sẽ có này, đây là phép quay tâm O với một góc quay alpha, biến điểm A thành một điểm A phẩy. Tương tự như vậy với điểm B và điểm C, chúng ta sẽ có biến điểm B thành điểm C, B phẩy. Thì có phải là theo tính chất đầu tiên của chúng ta, góc phép quay này sẽ bảo toàn khoảng cách đúng không nào? Do đó chúng ta sẽ có đoạn AB bằng A phẩy B phẩy, AC bằng A phẩy C phẩy và BC bằng B phẩy C phẩy. Hay nói cách khác, hai tam giác này là bằng nhau theo trường hợp cạnh, cạnh, cạnh đúng không nào? Xin ra chúng ta có này, tam giác ABC bằng tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy theo trường hợp là cạnh, cạnh, cạnh. Vậy thì chúng ta cũng có tính chất phép quay biến tam giác thành một tam giác bằng nó. Và cuối cùng thì chúng ta cùng xem phép quay có biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính hay không nhé. Trước hết này, đầu tiên thầy có một tâm quay là tâm O và một đường tròn tâm Y bán kính là R. Thì cũng giống như các phép trước, trước hết chúng ta sẽ thực hiện đối với tâm của đường tròn. Thầy sẽ quay tâm của đường tròn với tâm O góc quay alpha nào đó nhé. Phép quay tâm O với một góc quay alpha, biến điểm Y sẽ thành một điểm Y phẩy.
như ở trên bảng, đúng không nào? Và tiếp tục, để tạo ra một đường tròn thì ở đây thầy cần phải lấy ra một điểm thuộc đường tròn này. Ví dụ thầy lấy một điểm M như thế này nhá. Và bây giờ thầy cũng sẽ thực hiện phép quay điểm M với góc quay y hệt như vậy. Biến điểm M của chúng ta sẽ thành một điểm M phẩy. Đúng nào? Khi đó có phải là sẽ có một đường tròn tâm y phẩy, bán kính là y phẩy m phẩy, là ảnh của đường tròn tâm y, bán kính là y m, đúng không nào? Chúng ta sẽ có này. Khi đó đường tròn tâm y phẩy, bán kính là y phẩy m phẩy, là ảnh của đường tròn, là ảnh của đường tròn tâm y, của đường tròn tâm y bán kính R nhá, hay cũng chính là bán kính IM, đúng không nào? Và ở đây chúng ta đã có được là phép quay biến một đường tròn thành một đường tròn. Nhưng ở đây câu hỏi của thầy là liệu rằng hai đường tròn này có bằng bán kính với nhau hay không? Các em cùng theo dõi này. Biến điểm Y thành điểm Y phẩy, biến điểm M thành điểm M phẩy, thì các em sẽ thấy rằng là theo tính chất một, chúng ta sẽ có phép quay là bảo toàn khoảng cách, đúng không nào? Do đó đoạn thẳng IM phải bằng đoạn thẳng Y phẩy M phẩy, đúng không nào? Chúng ta sẽ có suy ra đoạn thẳng IM phải bằng đoạn thẳng Y phẩy M phẩy. Mà các em lại thấy rằng IM của chúng ta chính là bán kính của đường tròn tâm Y. IM phẩy chính là Y phẩy M phẩy chính là bán kính của đường tròn tâm Y phẩy. Đều cùng bằng nhau và đều bằng R, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có một tính chất nữa, đó chính là phép quay tâm O, góc quay alpha, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. Vậy thì tổng kết những phần phân tích vừa rồi, chúng ta sẽ có tính chất thứ hai của phép quay tâm O, góc quay alpha là như sau. Phép quay sẽ biến đường thẳng thành đường thẳng, có cả trường hợp song song và trùng với đường thẳng ban đầu, đúng không nào? Như thầy đã phân tích ở trên. Thứ hai là biến tam giác thành tam giác bằng nó. Và cuối cùng đó chính là biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. Vậy tổng kết lại các phép biến hình mà chúng ta đã học, bao gồm phép định tiến này, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, và buổi ngày hôm nay chính là phép quay, đúng không nào? Thì cả bốn phép này đều có tính chất giống nhau, đều biến, đều bảo toàn khoảng cách này, biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tam giác thành tam giác bằng nó, và biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. Vậy thì có phải là em học cùng là tính chất 1 và tính chất 2, nhưng mà là nhớ cho cả 4 phép biến hình mà chúng ta đã học, đúng không nào? Vậy thì vừa rồi chúng ta vừa đi nghiên cứu về định nghĩa của phép quay này và tính chất của phép quay, đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi luyện tập một số các bài tập để củng cố thêm cho các em về nội dung của bài ngày hôm nay nhé. Sang phần luyện tập, ở đây thì có bài số 1. Cho hình vuông ABCD với tâm là O. Đề bài hỏi là tìm ảnh của điểm C thông qua phép quay tâm A góc quay 90 độ. Và ở ý B thì là tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc quay 90 độ. Vậy các em cùng xem về hình ảnh này. Trước hết đây là hình vuông ABCD với tâm là O, là giao điểm của hai đường chéo nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem đối với ý A, ảnh của điểm C sẽ là như thế nào. Chúng ta cùng đi giải bài tập này. Đây là ý A trước này. Các em cùng xem, ở ý A đề bài yêu cầu là phép quay tâm A góc quay là 90 độ, đúng không nào? Phép quay tâm A góc quay 90 độ. Lúc này sẽ biến điểm C thành điểm nào? Để chúng ta cùng theo dõi nhé. Thực hiện y hệt như định nghĩa của phép quay. Chúng ta có này. Đặt đầu tiên chúng ta sẽ đo độ dài của đoạn thẳng AC. Như ở đây thầy đã có được độ dài của đoạn thẳng AC rồi. Lúc này góc quay của chúng ta là góc 90 độ, đúng không nào? Vậy nên thầy sẽ đặt thước vuông góc với AC tại điểm A. Và thầy sẽ kẻ một đoạn thẳng sao cho nó bằng đoạn thẳng AC. Thì thầy thu được đây chính là
điểm ảnh của điểm C. Thầy gọi đây là điểm C phẩy. Được chưa nào? Vậy chúng ta sẽ có C phẩy là ảnh của C như ở trên hình vẽ. Chúng ta có ở đây là AC bằng AC phẩy. Và thứ hai đó chính là AC, góc giữa AC và AC phẩy là bằng góc quay 90 độ, đúng không nào? Các em thấy rằng góc quay của chúng ta là góc lớn hơn 0. Do đó chúng ta sẽ quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ nhé. Quay từ AC, quay ngược chiều kim đồng hồ này. Nên góc quay của chúng ta đây. Được chưa nào? Và góc quay là góc 90 độ. Vậy chúng ta đã giải quyết xong ý A, đó chính là tìm ảnh của điểm C thông qua phép quay tâm A, góc quay 90 độ. Thế còn đối với điểm bài ở ý B thì sao? Các em cùng xem nhé. Tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm O, góc quay 90 độ. Để tìm được ảnh của một đường thẳng, thì ở đây chúng ta có thể tách đường thẳng đó thành hai điểm, rồi quay hai điểm, chúng ta thu được hai điểm ảnh, nối hai điểm ảnh lại với nhau thì chúng ta sẽ được đó là ảnh của đường thẳng BC, đúng không nào? Ví dụ ở đây đường thẳng BC của chúng ta, đây chính là đường thẳng BC nhé. Thì có phải là thầy sẽ lấy ra được điểm B và điểm C thuộc vào đường thẳng BC, đúng không nào? Ta có B, C đều là thuộc vào đường thẳng BC. Lúc này chúng ta sẽ quay gì nhỉ? Quay tâm O góc quay 90 độ nhé. Quay tâm O góc quay 90 độ. Sẽ biến điểm B thành điểm nào? Phép quay tâm O góc quay 90 độ sẽ biến điểm C thành điểm nào? Và khi đó nếu như nối hai điểm ảnh lại với nhau, chúng ta sẽ được đó là ảnh của đường thẳng BC, được không nào? Vậy thì các em cùng xem nhé. Phép quay tâm O góc quay 90 độ biến điểm B thành điểm nào? Thế các em hãy lưu ý cho thầy một điều rằng là đây là hình vuông. Hình vuông của chúng ta thì có tính chất là hai đường chéo vuông góc với nhau, đúng không nào? Và còn khác, hai đường chéo vuông góc với nhau mà còn có thêm là hai đường chéo này là hai đường chéo bằng nhau nữa. Vậy nên chúng ta sẽ có OB bằng OC bằng OD bằng OA này. Được chưa nào? Để quay được điểm B thì thầy phải đo độ dài của đoạn thẳng OB. Đặt thước vuông góc với OB tại O, kẻ một đường thẳng, kẻ một đoạn thẳng sao cho nó có độ dài bằng đúng OB. Thì khi đó thầy thu được chính là điểm C, đúng không nào? Chúng ta quay điểm B góc quay tâm O một góc 90 độ, chúng ta thu được đó là điểm C. Vậy ảnh của điểm B chính là điểm C nhé. Tiếp tục chúng ta cùng xem ảnh của điểm C sẽ là điểm nào. À vậy tương tự như vậy các em có thể thấy được gì nhỉ? Nếu như quay điểm C góc quay tâm O góc tâm phép quay tâm O góc quay 90 độ thì chúng ta sẽ thu được điểm D, đúng không nào? Là bởi vì có OD, OC bằng OD này và góc giữa OC và OD là góc 90 độ. Vậy nên chúng ta sẽ có điểm D là ảnh của điểm C thông qua phép quay tâm O góc quay 90 độ. Chúng ta được đây chính là điểm D. Vậy thì có phải là chúng ta có đường thẳng DC chính là ảnh của đường thẳng BC thông qua phép quay tâm O góc quay 90 độ, đúng không nào? Thầy sẽ nối hai điểm ảnh lại với nhau. Và chúng ta được đây chính là đường thẳng ảnh của đường thẳng BC. Ta có này. Nó được đường thẳng DC là ảnh của BC, của đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc quay 90 độ. Vậy thì thông qua bài tập này các em có thể hiểu làm thế nào để chúng ta có thể quay một điểm và làm thế nào để chúng ta có thể quay một đường thẳng, đúng không nào? Tương tự như vậy thì có bài tập số 2 trong phần luyện tập. Các em cùng xem này. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho điểm A có tọa độ là 2, 0 và đường thẳng D có phương trình là như thế này. Đề bài bảo là tìm ảnh của điểm A và đường thẳng D qua phép quay tâm O góc quay 90 độ. Vậy thì ở đây các em thấy rằng là gì? Trong cái phần trình bày của thầy không hề có biểu thức tọa độ của phép quay, đúng không nào? Vậy thì thực chất để tìm được điểm ảnh của một điểm có tọa độ như thế này, chúng ta đành phải sử dụng hệ trục tọa độ OXY.
Y. Đầu tiên, thầy sẽ vẽ hình trục tọa độ của chúng ta. Đây chính là hệ trục tọa độ mà chúng ta hay dùng đúng không nào? X, O, Y. Trên đây thầy sẽ biểu diễn điểm A và cả đường thẳng D luôn nhé. Và nhắc lại cách vẽ đường thẳng D này. Vẽ đường thẳng D. Để vẽ được thẳng D thì được đường thẳng D thì chúng ta cần phải lấy ra hai điểm thuộc đường thẳng này đúng không nào? Ví dụ thầy sẽ lấy là chúng ta sẽ kẻ cái bảng này đi. Với x và y là các điểm của đường thẳng D. Nếu như cho x bằng 0 thì y của thầy bằng 2 đúng không nào? Còn nếu như cho y bằng 0 thì x của chúng ta cũng được là bằng 2. Vậy nên chúng ta sẽ có hai điểm là 0, 2 và 2, 0 là hai điểm thuộc đường thẳng D. Là hai điểm thuộc vào đường thẳng D. Đúng không nào? Lúc này chúng ta có thể vẽ được thẳng D nhé. Đầu tiên thầy sẽ vẽ điểm A trước. Điểm A của chúng ta có tọa độ là 2, 0. Vậy đây chính là điểm A của chúng ta nằm ở trên trục OX. Còn đây muốn vẽ đường thẳng D thì chúng ta cần hai điểm là 0, 2 và 2, 0. Vậy nó chính là điểm A rồi đúng không nào? Còn đây chúng ta thầy sẽ vẽ thêm điểm là điểm 0, 2. Thầy ký hiệu đây là điểm B nhé. Đây là điểm 0, 2. Và đây chính là đường thẳng D của chúng ta đi qua hai điểm A và B. Đây là đường thẳng D. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem này. Ảnh của điểm A thông qua phép quay tâm O góc quay 90 độ sẽ bằng gì nhé. Ảnh của điểm A đúng không nào? Thì chúng ta sẽ có phép quay tâm O góc quay 90 độ. Sẽ biến điểm A thành điểm nào? Các em cùng theo dõi này. Điểm A mà quay một góc 90 độ chiều dương đây nhá. Chúng ta quay 90 độ thì chúng ta sẽ quay lên. A đang là thuộc vào trục OX. Quay một góc 90 độ thì nó sẽ thuộc vào trục OY đúng không nào? Là bởi vì hai trục của chúng ta là vuông góc với nhau. Điểm A của chúng ta sẽ quay lên trục OY sao cho đoạn thẳng OA phải điểm đoạn thẳng ảnh đó cũng phải bằng chính đoạn thẳng OA. Thì các em thấy rằng OA của chúng ta có độ dài bằng 2 đúng không nào? Mà OB cũng có độ dài bằng 2. Do đó chúng ta có này, phép quay tâm O góc quay 90 độ sẽ biến điểm A thành điểm B đúng không nào? Phép quay tâm biến điểm A thành điểm B. Với điểm B là điểm có tọa độ là 0, 2 mà chúng ta đã vẽ đường thẳng D ở phong phần trình bày này. Tiếp tục này, bây giờ chúng ta cần tìm ảnh của đường thẳng D qua phép quay tâm O góc quay 90 độ đúng không nào? Thì giống như bài vừa rồi, để tìm được ảnh của đường thẳng D thì chúng ta cần phải lấy ra hai điểm thuộc đường thẳng D và quay hai điểm đó. Hai điểm đấy chính là điểm A và điểm B đúng không nào? Điểm B của chúng ta thì có tọa độ bằng 0, 2. Còn điểm A thì có tọa độ là 2, 0. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng quay hai điểm này để xem chúng ta có được kết quả là gì nhá. Chúng ta đã quay được điểm A với góc quay tâm O, phép quay tâm O góc quay 90 độ được điểm B rồi. Còn bây giờ nếu như thầy quay điểm B thì chúng ta sẽ thu được kết quả là điểm nào? Ví dụ thầy gọi đây là điểm B phẩy đi. Thì chúng ta sẽ xem tọa độ của điểm B phẩy sẽ là gì nhá. Nếu như quay điểm B góc quay 90 độ thì tiếp tục quay theo hướng này đúng không nào? Quay 90 độ thì có phải là điểm B phẩy sẽ nằm ở trên trục OX nhưng mà ở trong cái phần âm của trục OX đúng không nào? Độ dài của đoạn thẳng OB bằng 2, thế nên độ dài của đoạn thẳng OB phẩy cũng bằng 2. Đúng không nào? Nhưng ở đây là do trục âm, vậy nên tọa độ của điểm B phẩy sẽ có tọa độ bằng -2, 0. Điểm B phẩy của chúng ta sẽ có tọa độ là -2, 0. Được chưa nào? Vậy thì chúng ta đã có này. Quay điểm A sẽ thu được điểm B. Còn quay điểm B thì thu được điểm B phẩy. Thì có phải là ảnh của đường thẳng D đi qua điểm A và điểm B chính là đường thẳng D phẩy đi qua điểm B và điểm B phẩy đúng không nào? Đường thẳng D phẩy
đi qua B và B phẩy là ảnh của đường thẳng D qua phép quay tâm O góc quay 90 độ. Được không nào? Vậy thì ở đây chúng ta cần phải viết phương trình đường thẳng đi qua B, B phẩy. Thì các em nhớ rằng là gì? Đây chính là một phương trình hai điểm B và điểm B phẩy này là trong trường hợp khá là đặc biệt. Điểm B thì nằm trên trục OI, điểm B phẩy thì nằm trên trục OX. Vậy nên các em có thể viết phương trình đoạn chắn đi qua đoạn OB và đoạn O phẩy, OB phẩy. Hoặc nếu như các bạn nào quên thì chúng ta có thể sử dụng là gì nhỉ? Sử dụng phương trình đường thẳng đi qua hai điểm B và B phẩy như thông thường thôi. Ở đây chúng ta sẽ cùng viết nhé. Phương trình đường thẳng D phẩy hay cũng chính là đường thẳng B, B phẩy này là gì? Thầy sẽ viết theo kiểu là phương trình đường thẳng đi qua hai điểm nhé. Chúng ta sẽ có x trừ đi 0 chia cho trừ 2 trừ đi 0 bằng y trừ đi 2 chia cho 0 trừ đi 2. Được không nào? Và khi này nếu như chúng ta rút gọn phương trình thì chúng ta sẽ được tương đương với x trên cho trừ 2 bằng y trừ 2 trên trừ 2. Thì hai cái phần trừ 2 này có thể rút gọn được với nhau, đúng không nào? Và cuối cùng chúng ta sẽ được phương trình là x bằng y trừ 2 tương đương với việc là x sẽ bằng y trừ đi 2. Và nếu như thầy chuyển hết tất cả về cùng một vế, chúng ta sẽ được là x trừ đi y cộng 2 bằng 0, chính là phương trình của đường thẳng D phẩy, đúng không nào? Tiếp tục rút gọn này, chúng ta sẽ được là thầy sẽ đưa toàn bộ về cùng một vế nhé. Chúng ta có x trừ đi y cộng 2 bằng 0. Thì đây chính là phương trình đường thẳng D phẩy, là ảnh của đường thẳng D thông qua phép quay tâm O góc quay 90 độ. Để chúng ta sẽ cùng kết luận cả bài luôn nhé. Vậy điểm B có tọa độ là 0, 2 là ảnh của điểm A. Của điểm A như ở đề bài, đúng không nào? Và đường thẳng D phẩy có phương trình là x trừ đi y cộng 2 bằng 0 là ảnh của đường thẳng D qua gì nhỉ? Thầy sẽ viết tắt là qua phép quay tâm O góc quay 90 độ. Được chưa nào? Vậy thì thực chất bài số 2 không khác bài số 1 quá nhiều. Bản chất của việc quay đường thẳng đó chính là các em tách nó thành hai điểm, sau đó quay hai điểm này thu được hai điểm ảnh là B và B phẩy. Sau đó chúng ta viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm thì đường thẳng đó chính là ảnh của đường thẳng ban đầu. Vậy thì nội dung bài ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về phép quay, bao gồm hai nội dung chính, đó chính là định nghĩa phép quay là gì và tính chất của phép quay, đúng không nào? Thì các em có thể thấy rằng phép quay của chúng ta khá là quen thuộc, còn tính chất của phép quay thì thực chất là chúng ta đã học ở các buổi trước rồi. Vậy thì sau bài giảng ngày hôm nay, thầy hy vọng rằng các em có thể làm được các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập. Và nếu như có bất cứ câu hỏi thắc mắc gì thì các em hãy để lại ở dưới phần bình luận nhé. Thầy sẽ trả lời ngay khi có thể. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.